pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích nặng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng chí chi vẹn toàn. Nhà Nam Mô Phật Thà Gia, thay mặt để chúng trong rung con xin được kính cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 211, từ vựng ý nghĩa và duyên sự. Nam Mô Phật Thà Gia, và con xin được cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn. Và đạo tràng chờ tuyết lết, thấy để Đức Minh Mẫn đã chắc bị offline rồi, khỏi đạo tràng rồi. Đại Đức đang online trở lại. Kính Nam đạo tràng chờ trong giây lát. Thấy đường truyền chắc chưa ổn định, chưa thấy đành Đức Minh Mẫn vào room. Biết có vấn đề gì không, thấy lại Đức online mà không thấy vào room. Dạ, thấy đại Đức Minh Mẫn đã trở lại room. Con xin được cung thỉnh đại Đức Minh Mẫn thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 211 hôm nay. Nam Mô Phật Tha Giá, và kính mời cung thỉnh đại Đức ạ. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân huynh Quách Thanh á. Dạ, kính tri ân cô Rận Đông đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đã tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú. Câu kệ hôm nay chúng ta sẽ học là câu kệ Pháp Cú số 211, được các MC post lên ở trên room. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Chúng tôi xin được đọc qua 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Tasma piyang naka jiratha Tasma piyang nakayiratha. Đoạn thứ hai: Piya payohit papako Piya payohit papako. Đoạn thứ ba: Gantha te sang nawichanti Gantha te sang nawichanti.
Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng, Ye sang nát thi piyap piyang. Ye sang nát thi piyap piyang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy có bốn từ. Từ đầu tiên Tasma, đây là một giới. Tasma thật sự ra thì nó từ cái đại từ chí thị hay là đại từ chí định tá, mà chia theo cách thứ ba. Nhưng ở đây nó đóng vai trò là giới từ. Tasma có nghĩa là do vậy, do đó, vì vậy. Ồ, cái này là cô cô lấy nghĩa này ở đâu mà quá trời luôn. Từ thứ hai, phí dân là phí giá chia theo đối cách. Giá có nghĩa là yêu thương, yêu thương. Nếu mà mình dịch ái cũng được. Ái là tiếng Hán. Rồi từ thứ ba, ná là một phủ định từ, có nghĩa là không. Từ thứ tư, cái dưới ra tha. Cái dưới ra tha đây là một động từ chia theo khả năng cách. Từ cái động từ cá rô tí. Cái động từ cá rô tí này đó thì phiền phức, phiền toái lắm đó, xin thưa quý vị. Động từ này chia lung tung lắm, bất quy tắc, chia mệt lắm. Thành ra mấy cái từ này là mình phải nhớ từ cá dê ra hoặc là cá dê ra tháng. Thì thường nếu mà chia theo khả năng cách hoặc là mệnh lệnh cách này đó, thì mang ý nghĩa đó là khuyên bảo. Động từ có rô tiếp có nghĩa là làm, nhưng mà ở đây đó đi chung với cái chữ phí giá. Làm hay tạo, nếu mà mình dịch đó là tạo sự yêu thương đó, thì nghe nó hơi ngộ ngộ, nó hơi kỳ kỳ. Thành ra mình để chung là phí dân cái ra thác là yêu hay là thương hay là yêu thương. Đó, trở thành một cụm động từ. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, pizza pa yo là pizza pa giá, chia theo chủ cách số ít. Pizza pa giá. Pizza pa giá là sự không còn yêu thương hay là xa lìa yêu thương. Ở đây mình dịch sự cũng được ha, mà mình dịch người cũng được. Danh từ chỉ cho sự và người. Từ tiếp theo, hí là một bất biến từ. Khẳng định, nghĩa là thật vậy, đúng vậy, quả vậy. Rồi từ tiếp theo, pa bắc cô. Pa bắc cô là pa bắc cá, chia theo chủ cách số. Nó hình thành từ cái từ là pa bá cộng với lại ý cá hoặc bả cá. Pa bá cộng với lại ý cá để nó hình thành nên tính từ. Pa bắc cá là ác hay là xấu. Mà ở đây mình cũng có thể dịch đó là khổ cũng được.
Pa-ca là ác nè, điều ác nè, điều xấu nè, điều tội lỗi, điều khổ. Rồi từ hết rồi, chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên Gantha, Gantha chia theo chủ cách. Gantha chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là A, Gantha. Gantha đó là sự trói buộc, sự trói chặt. Thì Gantha là những sự trói buộc, những sự trói. Tê Xăng là đại từ chỉ định chia theo cách thứ sáu số nhiều. Tê Xăng là từ đại từ chỉ định tá đó. Tá mình dịch đó là người ấy, vị ấy. Thì cách thứ sáu số nhiều mình sẽ dịch ra là của những người ấy, của những vị ấy. Hoặc là của những việc ấy, của những điều ấy, nếu mà chỉ cho sự. Rồi từ tiếp theo ná là một phủ định từ, có nghĩa là không. Từ cuối cùng vít chan tí là vít cha tí, chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Vít cha tí có nghĩa là tồn tại nè, tìm thấy. Rồi đến đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên dê xăng. Đây là một quan hệ đại danh từ giá, chia theo cách thứ sáu số nhiều. Giá, chữ tá đó mình là ấy. Thì chữ giá này mình dịch đó là nào. Thì dê xăng là của những người nào hay là của những việc nào. Nắp thí là động từ, có nghĩa là không có. Từ cuối cùng pí giáp pí dân, đây là hai chữ ghép lại. Pí giá cộng với là a pí giá hay là áp pí giá. Pi giá là yêu hay là thương. Còn áp pi giá đó thì đảo ngược lại là không yêu hay là không thương. Mà không yêu không thương đó mình sẽ dịch là ghét. Cho nên cái từ pi giáp pi dân mình dịch là yêu ghét hay là thương ghét. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Câu kệ pháp cú số 211 này chúng ta thấy có 4 đoạn nhưng mà chia ra thành 3 câu. Đoạn 1 là một câu, đoạn 2 là một câu, đoạn 3 và đoạn 4 là một câu. Đoạn 3, đoạn 4 nó có cái cụm thành ngữ đó là dê xăng chấm 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 tê xăng, nhưng mà đây là đảo vế. Thành ra chúng ta thấy là tê xăng ở trước rồi mới chấm 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 dê xăng hay sao. Đó là một cái cụm trạng ngữ. Xin lỗi, đó là một cái thành ngữ trạng ngữ. Đoạn 1. Tasma do đó. Ná là đừng hay là chớ hay là không. Pí dân cái ra tha, yêu thương. Do đó đừng có yêu thương. Yêu thương là mình dịch ghép đó, chứ còn yêu hoặc là thương. Còn mình dịch là yêu thương cũng được. Rồi đoạn 2. Pija Payu là sự xa lìa cái yêu thương hay là người yêu thương. Xin lỗi, dịch cái bất biến từ trước. Hi, thật vậy. Pija Payu, sự xa lìa vật yêu thương, người yêu thương. Papaku là xấu.
mà mình cũng có thể dịch đó là khổ. Cả hai cái từ này đều chia theo chủ cách hết, thành ra mình ngầm hiểu có một cái động từ to be bị ẩn. Rồi tới đoạn thứ ba và đoạn thứ tư thành một câu. Nếu mà mình dịch theo cái phép thông thường đó, theo cái cụm, theo cái gọi là thành ngữ trạng ngữ ha, vô chấm 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 xô đó ha, thì mình có thể dịch đảo đảo ngữ lại ha. Dê sang pí giáp pí dân, là sự yêu ghét của người nào nắp thí không có, thì tê sang gan tha, sự ràng buộc trói buộc của những người ấy nắp thí, xin lỗi, ná quýt chan tí, không tồn tại. Mà mình dịch theo kiểu ngôn ngữ thông thường đó, mình nói là ai không còn sự thương ghét, những ai không còn sự thương ghét thì những người đó không còn có sự buộc ràng. Còn mà mình dịch theo từ ngữ là vậy đó. Dê sang pí giáp pí dân, là sự yêu ghét của người nào nắp thí không có. Tê sang gan tha, hay là gan tha tê sang, thì sự buộc ràng của những người yếu, những người ấy ná không quyết chan tí tồn tại. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 211. Kính riêng cô Rạng Đông và cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy, để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Đọc lại, đọc cùng một lúc bốn câu luôn đi ha. Do vậy đừng có yêu thương. Do vậy đừng có yêu thương. Chấm. Sự xa lìa vật yêu thương, người yêu thương là khổ. Dịch cho nó đủ ha nè. Thật vậy, sự xa lìa vật yêu thương, kia mặt đóng mặt, người yêu thương là khổ. Rồi đến đoạn thứ ba, đoạn thứ tư là một câu nè. Sự thương ghét của người nào không có thì xin lỗi, sự yêu ghét của những người nào không có thì những sự buộc ràng của những người ấy không còn tồn tại. Sự thương ghét của những người nào không có thì những sự buộc ràng của những người đó không tại. Hoặc không tìm thấy cũng được. Không tồn tại, không tìm thấy có nghĩa là không có đó. Rồi tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadem svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang mami namatu ratanataya sa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ hôm nay học là câu kệ Pháp Cú số 211. Câu kệ này cùng với hai câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 210 và 209. Ba câu kệ này nằm trong phẩm Piyawakga, phẩm hỷ ái, có cùng một duyên sự. Được Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến một gia đình có ba người cùng đi xuất gia, cùng vô chùa tu. Vào thời kỳ Đức Phật, ở tại thành Sa Quách Thi có một gia đình có ba người, tức là chồng, vợ và một người con trai độc nhất. Và người con trai độc nhất này được cha mẹ rất mực là yêu thương. Rất mực là yêu thương, rất mực là ái luyến. Một lần nọ, nhưng mà xin thưa quý vị, vì gia đình này ở tại chùa Kỳ Viên ấy, thì thành ra sẽ có liên hệ liên quan đến Phật Pháp Tăng. Tức có nghĩa đó là có biết về Phật, có biết về Pháp, có biết về Tăng, có bố thí, có trì giới, có tu tiến. Vì vậy có đó đó, ở cấp độ nào đó ha, thì mình phải xét lại, như là sơ cơ hay là trung cấp hay là thâm sâu, thì mình phải xét lại. Gia đình này cũng có biết vậy đó, thì thành thử ra đó là một lần nọ, họ thỉnh gia đình này là thỉnh chư Tăng về nhà để mà đặt bát trai tăng, đặt bát trai tăng. Thì khi mà chư Tăng thọ bát đó, thì sẽ có tụng kinh phúc và giảng pháp đến cho thí chủ. Thì lúc bấy giờ cái cậu con trai đó rất là chăm chú nghe chư Tăng giảng pháp. Thì khi mà chư Tăng dứt cái thời pháp đó, thì này khởi lên một cái niềm tỉnh tính lạ lùng lắm, cho nên đó là muốn xuất gia thì mới xin cha mẹ của mình cho đi xuất gia. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là cha mẹ của cậu này thì rất là ái luyến. Chúng tôi nhấn mạnh nha, xin thưa quý vị ha, là ái luyến. Thương mà thương theo cái kiểu ái luyến, thương con mà thương theo cái kiểu là ái luyến. Thì mình hiểu ái luyến tức là có cái sự buộc ràng rồi đó, cột trói rồi đó, là giam, là nhốt. Rất là ái luyến con của mình, thành ra đó là không có cho, không có cho đi tù, không có cho đi tù. Thì bắt đầu cái cậu này mới nghĩ nè, thì thôi, giờ trước mặt cha mẹ mình không có cho mình đi tù thì mình sẽ tắt để trốn đi tù. Đó, tức có nghĩa đó là cậu này có thể nói là khởi lên được cái kinh cảm trí, thấy ra rằng đời sống tại gia cư sĩ đó không thể nào để đạt được cái an lạc hạnh phúc cao thượng, phải là đời sống xuất gia đó thì mới đạt được cái sự an lạc hạnh phúc tối thượng. Hoặc giả nè, cậu này cảm nhận được cái sự yêu thương của cha mẹ đây nè là một cái sự ràng buộc, hoặc cậu này có thể cảm nhận được là khi nào mà mình còn tồn tại, còn hiện hữu vậy nè, còn sống ở trên cuộc đời này đó, thì mình sẽ phải bị gặp vô vàng những cái khổ. Cái khổ đó có thể hiện bày từ cái sự la mắng, cái khổ đó có thể hiện bày từ cái sự đó là giam nhốt, vân vân.
kinh cảm trí khởi lên cho cậu này vậy đó, thì thành ra đó cậu này mới có một cái quyết tâm mạnh mẽ. Cha mẹ không cho mình đi tu công khai thì là mình trốn mình đi tu, mình trốn mình đi tu. Khi mà đã có cái ý nghĩ vậy rồi thì bắt đầu đó là cậu này mới để ý đến cái sự đi đứng quản thúc của cha mẹ, lúc nào mà lỏng lẻo mình có thể chuồn được thì mình chuồn đi. Và cha mẹ của cậu này thì hết mực ái luyến của cậu này, cái thành ra đó là khi mà ông có chuyện đi ra khỏi nhà đó thì dặn vợ là bà ở nhà hãy trông chừng cho nó chắc, cho nó chắc, đừng có cho cái thằng này đó nó ra khỏi nhà. Còn khi mà bà đi có công chuyện đi ra khỏi nhà đó thì cũng dặn ổng như vậy, cũng dặn ổng như vậy. Và một lần nọ khi người cha đi ra khỏi nhà đó thì bà mẹ mới suy nghĩ vậy nè, mình ráng cố gắng đó, ha, giữ gìn cái thằng con này nè, nhốt nó lại cho nó chặt, chứ mà thả lỏng một cái đó là coi chừng mất nó. Cái bắt đầu đó là bà vừa làm nhưng mà cũng vừa trông chừng, ngồi ngay cái cửa đi ra đi vô vậy đó. Thì cậu này mới khởi lên cái suy nghĩ đó là giờ mẹ mình ngồi trước cửa vậy, ngay cái cửa đi ra đi vô mà bà ngồi đó rồi sao mình trốn mình đi tu được. Cho nên là thôi mình phải gạt mẹ mình chứ, dầu gì nữa đó thì là mẹ với con đó, tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào mà. Cho nên đó là cậu này mới nói mẹ xích ra chút xíu đi cho con đi toilet cái. Thì tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào mà, thành ra nghe con nói vậy cho nên đó là cũng tránh ra để cho con đi toilet. Thì xin thưa quý vị, khi mà bà mẹ mở cửa một cái đó, mình hiểu xích ra tức có nghĩa là mở cửa, cậu này đó là vui ở trong lòng, xem như mình được tự do rồi đó. Cho nên đi ra khỏi cửa một cái đó là cậu ta chạy một mạch vô trong chùa xin đi. Đó, thì sau khi mà cậu yêu cầu cậu xin chư tăng cho mình đi tu vậy đó, thì là cậu này được xuất gia. Dạ, được xuất gia. Cái chỗ này nè, là mình hiểu chắc có lẽ là vào cái thời kỳ đầu của Đức Phật, khoảng khoảng thời kỳ đầu khi mà chưa có luật xuất gia đó, hoặc là Sariyarahula mà chưa có đi tu đó. Chứ còn mà Sariyarahula có đi tu rồi đó, thì bây giờ ai mà vô đi tu đó thì phải được cái sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người bảo hộ thì chư tăng mới cho phép đi tu. Mà lúc này nè, cậu này cậu vô xin cái là chư tăng cho đi tu liền, thì thành ra mình hiểu đó, đây chắc là ở cái giai đoạn đầu. Thì cậu này cậu đi tu xong ở nhà đó, ông người cha đó đi công chuyện gì cái bắt đầu mới hỏi bà vợ, nói bà con trai đâu rồi. Đó thì bà trả lời nó mới mà. Thì nói vậy nhưng mà tôi nhìn tới không có thấy, thật ra hai ông bà đi tìm. Thì người cha đó không có thấy con của mình đâu cả, cho nên là đi loanh hoanh đi tìm, đi mãi vô tới chùa. Vô tới chùa thì thấy con trai của mình bây giờ nó đã trở thành một người tu rồi. Đầu cạo trọc, mình đáp ý là trở thành một người tu, trở thành một sa môn rồi. Đó thì lúc đó ông khóc khóc thảm thiết, tại sao là con bỏ cha cũng đi vậy, như vậy đó là con giết cha rồi. Nhưng mà rồi đó thì chút xíu bắt đầu đó ông mới suy nghĩ nó đi tu tức là nó cũng còn sống mà. Thì bây giờ mà mình muốn gần gũi, mình muốn thân cận nó đó ha, mình muốn thể hiện cái tình thương mến thương của mình đối với nó đó, thì là mình đi tu theo nó, thì là mình cũng được ở gần nó. Ông nghĩ vậy xong cái ông xin chư tăng cho đi tu luôn.
thì con đi tu xong vợ cha đi tu. À, người mẹ ở nhà đợi lâu quá không thấy con của mình về nè, cũng thấy chồng của mình về nè, cho nên đó là lật đật đi tìm. À, đi một hồi đến chùa và thấy con của mình bây giờ đó trở thành một người tu rồi, chồng của mình cũng trở thành một người tu rồi. À, cho nên bà mới nghĩ nè, à, sở dĩ mình ở nhà đó là vì có chồng để mình yêu thương nè. Có con để mình yêu thương, nương tựa. Mà bây giờ đó, con của mình nó cũng vô chùa tu rồi, vô chùa ở rồi, chồng của mình cũng vô chùa ở rồi, thì thôi mình ở nhà làm gì nữa, ở nhà cô đơn buồn bã. Thật ra cũng xin đi tu luôn. Như vậy đó là một gia đình cả ba người đều đi tu hết. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, sau khi đi tu rồi, thì thay vì đó là mình xuất gia đó là từ bỏ gia đình nè ha, từ bỏ thế tục gia đó là sao ạ? À? Là từ bỏ vật chất nè, từ bỏ các cái mối quan hệ ở ngoài đó, vô chùa để mình thực hành hay là sống đời sống phạm hạnh, thì như vậy mới gọi là đi tu, là xuất gia. Nhưng mà ba người này đó không có dựa trên cái cơ sở đó. Mà sở dĩ đi tu đó là vì con mình vô chùa ở, thành mình yêu thương nó quá cho nên mình vô mình ở gần như đó. Đó, có ba người này đó, cha mẹ đó đi vô chùa đó là dựa trên cái ý nghĩa đó. Thành thứ ra đó là xuất gia rồi nhưng mà ba người này không có tách rời nhau được. Cứ quấn quýt bên nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau, rồi là cái gì đó, cấm cản, rồi biểu hiện cái sự ái luyến lẫn nhau vậy. Thì chư Tăng với chư Ni đó thấy cái cách sống, cái cảnh tượng đó đó không có đúng với cái tinh thần xuất gia. Do đó đó những cái gì mà còn phàm đó thì là thấy chướng tai gai mắt, cho nên mới đem cái hành động của ba người này lên mét với Đức Thế Tôn, mét với Đức Phật. Đức Phật mới gọi cả ba người này đến để mà hỏi. Đức Phật ngài hỏi này các ngươi, nghe nói các ngươi có cái hành động như thế như thế như thế, có đúng hay không? Thì cả ba người trả lời đó là bạch Đức Thế Tôn, sự thật là như vậy. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi tiếp, vậy cho tại sao các ngươi lại làm vậy? Cái việc làm đó nó không có thích đáng đối với người xuất gia, nó không có đúng, nó không có lợi ích gì cả. Thì ba người nên mới trả lời là con chúng con rất là ái luyến lẫn nhau, không có thể rời xa nhau được. Rời xa nhau đó, không thấy mặt nhau trong phút, trong giờ, trong ngày đó thì buồn đau khổ lắm, chịu không được. Bắt đầu Đức Thế Tôn ngài mới giải tiếp, ngài nói kể từ khi xuất gia về sau đó thì cái việc làm đó đó, cái cách sống đó đó nó không còn phù hợp nữa. Cái ngài mới giải tiếp, ngài nói sự xa cách người mình thương, vật mình thương, sự gần gũi những người không thương, vật không thương đều là khổ cả, đều là khổ cả. Bởi vì vậy đó cho nên chúng sinh hoặc là các pháp hữu vi, ta không có phân biệt được là thương hay là ghét cái gì cả. Mình đừng có thiên vị đối với các pháp, tức có nghĩa đó là mình thương cái này mà mình ghét cái kia. Đại ý là như vậy đó. Sau khi Đức Thế Tôn này dạy vậy xong, ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ. Chúng ta đã học hai câu kệ đầu rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu kệ thứ ba. Đức Thế Tôn này thuyết: Tasma piyang nakayiratha piyapayo hipapako gantha te sang nawichanti ye sang natthi piyapiyang. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác. Nghe từ ác này hơi nặng hay sư tú gì ha, mình nên dịch ra ái biệt ly là khổ, giống như trong duyên sự vậy. Những ai không yêu ghét,
không thể có buộc rạc. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: vậy nên chớ có yêu ai, yêu người mà phải xa người khổ thay. Ghét yêu là chuyện đặc bày, người không yêu ghét đêm ngày vô u. Rồi do cái có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa nè: do vậy đừng có yêu thương. Thật vậy, sự xa lìa người yêu thương hoặc vật yêu thương là khổ. Sự yêu ghét của người nào không có thì sự buộc ràng của những người ấy không còn tồn tại. Ba bản dịch này là ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa Pali, hiểu ngôn từ Pali, hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái ngôn từ Pali mà Đức Phật Ngài dạy qua gợi ý của duyên sự. Qua gợi ý của duyên sự. Xin thưa với toàn thể quý vị, câu này nè, có đến ba câu kệ lắm. Câu kệ thứ ba mà hôm nay chúng ta học đó là Đức Thế Tôn Ngài đưa ra một cái lời khuyên kết luận. Còn câu kệ đầu đó thì câu kệ đầu và câu kệ thứ hai đó là cho chúng ta biết cái sự việc hay là cái duyên cớ duyên sự xảy ra. Câu đầu tiên Ngài dạy là gì? Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo ý ái, ganh tị bậc tự chuyên. Tức là Ngài chỉ cho ba người đó, gia đình ba người đó đó, cái hiện trạng mà ba người đó đang làm. Đang làm, tức là cái cách sống sinh hoạt, sở hành hành vi lối sống của cái ba cái người đó đó là ở cái câu kệ pháp cú số 209 đó. Tức là khi mà mình đi tu thì mình phải lo tu, còn cái chuyện mà yêu thương rồi là ái luyến rồi ràng buộc lẫn nhau đó, cái còn ở nhà đó thì là nên để ở nhà, còn vô tu rồi thì là phải lo tinh tấn siêng năng thực hành sa môn pháp để đạt được cái cứu cánh của đệ tu. Nhưng mà cái hiện trạng của gia đình ba người đó thì không phải vậy. Đến cái câu thứ hai đó, Ngài dạy là chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ác, yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng than. Đây cũng là cái hiện trạng của ba người này. Ba người này mà qua duyên sự đó, chúng tôi trình bày, chúng tôi đã nhấn mạnh đến cái ý nghĩa này. Đến cái câu kệ thứ tư, Đức Thế Tôn Ngài rút ra một cái kết luận, hay là Ngài đưa đến một cái kết luận. Khi những cái người này nè, nói riêng, và những ai nghe được ba cái câu kệ này đã nói chung, thấy ra được cái hiện trạng đó, thấy ra được cái hiện trạng đó đó là không tốt, là không có lợi ích đó, thì từ cái chỗ đó đó mình từ bỏ cái đó đi, từ bỏ cái đó đi, thì lúc đó ha, mình sẽ có được một cái đời sống thật sự thảnh thơi nè, mình có được một cái đời sống mới ha, thật sự là vui vẻ nè, mới thật sự đó là hạnh phúc. Mới thực sự là hạnh phúc. Đó là đại ý, ý nghĩa của cả ba câu kệ này là như vậy. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu để mình thấy rõ được cái hiện trạng đó đó như thế nào, rộng rãi nè, sâu sắc ra làm sao, rồi cái kết quả mà dẫn đến của cái hiện trạng đó đó là như thế nào. Từ cái chỗ đó đó mình mới có thể đó là từ bỏ nó được. Chứ mà mình không có thấy cái hiện trạng của nó nè, mình không có hiểu được cái đó, thì làm sao đó mà mình có thể từ bỏ được. Làm sao mình có thể từ bỏ được.
Thì ở đây xin thưa quý vị, câu đầu tiên Đức Thế Tôn đã dạy Tasma Piyang Naki, Tasma Piyang Yiratha. Do đó, do vậy, tức là đúc kết lại đó, na đừng hay là chớ hay là không, Piyang Kai Yiratha, yêu thương, yêu thương. Nãy chúng tôi chiết nghĩa từ vựng cho bà con chúng ta đó, cái chữ pi văn, chúng tôi dịch nghĩa đó là yêu thương, yêu thương. Mà dịch theo tiếng Hán đó là ái. Vậy theo bà con chứ cái chữ pi giá này nè, chỉ cho cái nghĩa tốt hay là chỉ cho cái nghĩa xấu? Xin thưa, chưa đâu ha. Dạ chưa. Nó phải hiện bày ra như thế nào thì lúc bấy giờ mình mới khẳng định được đó là nghĩa tốt hay là nghĩa xấu. Nếu mà bà con chúng ta nhớ ha, hoặc là đọc hết cái thái này nè, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái chữ hỷ ái này nè chỉ cho hai khía cạnh ý nghĩa. Một là nghĩa tốt và hai là nghĩa xấu. Vậy thì cái chữ bí giá ở đây nè ha, chúng ta dịch ra là yêu thương, yêu thương. Thì cái yêu thương hay yêu thương này nè, nó hiện bày từ hai chi pháp. Một là nó hiện bày từ cái sở hữu tham. Hai là nó hiện bày từ cái sở hữu vô sân, tức là chi pháp của tâm từ. Mình một anh chàng thanh niên thương một cô gái, ngược lại một cô gái thương một anh chàng thanh niên, hay là mình thương, mình yêu một cái đồ vật nào đó, thì đó cũng là yêu, là thương. Rồi cha mẹ nè, yêu thương con cái yêu thương cha mẹ, thầy tổ yêu thương đệ tử, đệ tử yêu thương thầy tổ. Thì xin thưa quý vị đó, đều thể hiện hiện bày của cái gọi là tình thương mến thương, hay là sự yêu, hay là sự thương, hay là sự yêu thương cả. Nhưng mà yêu thương đó đó, mà khiến cho đối phương, đối tượng mất tự do, cảm thấy như là mình bị nhốt, bị tù, bị ràng buộc đó, đó thì cái sự yêu thương đó đó là không có tốt. Sự yêu thương đó đó là dính mắc, là buộc ràng. Vậy thì dính mắc buộc ràng đây chính là cái hiện bày của sở hữu tham, hay là của lòng tham, hay là của tâm tham, xin thưa quý vị. Từ cái chỗ mà yêu thương này dẫn đến ràng buộc, buộc ràng dính mắc lẫn nhau đó, thì sẽ dễ dàng dẫn đến là ganh tị, là ganh ghét, là ôm giữ riêng một mình. Bà con có yêu thương ông thầy nào đó ha, mà muốn rằng ông thầy đó chỉ là của một mình thôi, không có được yêu thương người khác, cũng không có ai khác được yêu thương thầy đó, có vậy không? Nếu yêu thương theo kiểu đó là yêu thương bằng tâm tham đó, bằng tâm tham, thì từ cái chỗ mà chúng tôi ví dụ ông thầy đó, thì là mình có thể liên hệ qua tất cả các đối tượng, đối tượng đó bao gồm người và vật đó. Mình yêu thương một con chó nè, con vật cưng á, con chó hay là con mèo nè, muốn con chó con mèo đó là của một mình thôi, và ngược lại nó cũng phải yêu thương, nó cũng phải nghe lời một mình thôi, không được yêu thương nghe lời người khác, và người khác cũng không được yêu thương nó. Thì đó là tham dính mắc, là tham ràng buộc, xin lỗi, là yêu thương dính mắc, yêu thương ràng buộc, yêu thương dính mắc, yêu thương ràng buộc. Vậy đó là sự hiện bày của tâm tham. Chữ bi giá có một cái khía cạnh ý nghĩa đó. Rồi chữ bi giá có khía cạnh ý nghĩa thứ hai,
là quý giá, cũng yêu cũng thương. Nhưng mà yêu thương sao xin thưa quý vị? Yêu thương trên phương diện gì? Hỗ trợ tạo điều kiện để cho đối tượng mình yêu mình thương đó đó được phát triển, được sống tốt hơn. Dạ, được sống tốt hơn. Ví dụ như cái câu, cái duyên sự này nè. Nếu cha mẹ yêu thương, cha mẹ yêu thương cái cậu con trai này, thấy biết cái cậu con trai này có ý định muốn đi tu, thì mình xác định xem cái việc đi tu đó đó là tốt hay là xấu. Thấy rằng đi tu nè là tốt chứ đâu có xấu gì đâu. Đi tu tối thiểu nếu không có đem lại cái lợi ích cho gia đình, đem lại cái lợi ích cho dòng tộc, đem lại cái lợi ích cho bà con lối xóm đó ha, mà tu bình bình đi thì người ta cũng không có hại làng hại xóm, vậy thì cái việc đi tu đó đó là tốt, cái việc đi tu đó là đúng đắn, cái việc đi tu đó đó là chấp nhận được. Thì khi mà mình xác định được cái việc đi tu đó là đúng đắn, là có thể chấp nhận được, thì bây giờ mình thể hiện cái tình thương mến thương đối với con cái đó bằng cách cái gì? Ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện làm sao để cho cái người con đó tu tốt hơn. Thì ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người con đó tu tốt hơn là như thế nào? Người đi tu người ta cần bốn món vật dụng: y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc trị bệnh. Thì mình hỗ trợ theo cái khả năng của mình đó. Rồi nữa là gì? Đó là trên phương diện vật chất. Rồi trên phương diện tinh thần, thì khi mà đi tu đó thì cũng phải học hành rồi biết cách mà tu. Cái khả năng của mình quen biết thầy này bà kia, thì mình có thể đó là gửi gắm, có thể đó là giới thiệu để con mình đến thầy này bà kia học hành để mà tu. Dạ, để mà tu. Đó, thì cái yêu thương đó đó là được hiện bày qua những cái việc làm cụ thể. Yêu thương này nè mới là yêu thương của tâm từ. Yêu thương bằng tâm từ đó, yêu thương bằng lòng từ đó. Từ tâm là vậy đó, xin lỗi, từ tâm ha, là mong muốn hỗ trợ tạo điều kiện để cho cái đối tượng mà mình thể hiện tâm từ đó đó được sống tốt hơn. Đó, được sống thoải mái hơn, được sống tiến bộ hơn. Yêu thương vậy đó mới là đúng đắn. Yêu thương vậy đó mới có lợi cho bản thân của mình, có lợi cho đối tượng. Có lợi cho đối tượng. Thì ở đây Đức Thế Tôn dạy là chớ có yêu thương. Chớ có yêu thương là sao? Chớ có yêu thương thì chớ có yêu thương ở đây là yêu thương theo cái nghĩa là gì? Dính mắc, ràng buộc, để rồi gì? Cột trói cái đối tượng yêu thương đó cùng với mình đó chết chung. Cái cùng với mình đó chết chung. Khi mà còn ở nhà nữa ha, thì ba người cứ quấn quýt với nhau. Ông đi làm việc gì đó thì cũng sợ ở nhà đó vợ như thế này, con như thế này. Bà đi làm việc gì đó thì cũng sợ ở nhà chồng như thế này, con như thế này. Là khi đi vô chùa ở đó cũng dựa trên cái tư tưởng sự hiểu biết đó, cho nên là gì, cũng lại cuốn quýt với nhau. Thì cái yêu thương đó nó là yêu thương ràng buộc, yêu thương dính mắc, yêu thương cột trói chết chùm đó, xin thưa quý vị. Cho nên trong đời sống bà con chúng ta để ý, có khi mà mình yêu thương con cái khiến cho con cái đó nó bị sụt lùi ống, mình yêu thương bạn bè khiến cho bạn bè nó bị sụt lùi ống, yêu thương người này người kia rồi khiến cho người ta bị sụt lùi ống. Nếu có đó thì nên cởi ra, tháo ra. Yêu thương kiểu đó là yêu thương dính mắc, yêu thương kiểu đó là yêu thương buộc ràng, yêu thương kiểu đó là yêu thương cột chặt với nhau để chết chung. Yêu thương là làm sao đó để cái đối tượng mà mình yêu thương đó đó người ta được sống vui vẻ, người ta được sống thoải mái, người ta có được cái sự tiến bộ. Thì từ cái chỗ mà người ta thoải mái, người ta tiến bộ thì bắt đầu đó là mình cũng mới có cái cảm giác đó là vui, có cái cảm giác đó là thoải mái, có cái cảm giác đó là
khoan khoái, nhẹ nhàng, thanh thản. Thì Đức Thế Tôn ở đây Ngài dạy là đừng có yêu thương, thì mình hiểu là đừng có dính mát, đừng có buộc ràng, đừng có ái luyến với nhau, đừng có ôm nhau chết chung vậy. Rồi Ngài mới cho mình biết cái nếu mà yêu thương vậy đó thì dẫn đến là gì? Yêu vậy đó là xa cái là bắt đầu khổ nè. Pi-ya-pa-yo-hi-pa-pa-ko, đúng vậy, thật vậy. Đó là xa lìa cái vật yêu thương, xa lìa cái người yêu thương tạo khổ lắm. Như là gì? Ông cha một mực đã lại luyến con, khi biết con đi tu rồi cái gặp lại con cái thúc lên, trời ơi con ơi, tại sao con bỏ cha vậy, con làm vậy là giết cha rồi đó, thì thốt lên cái lời đó đó. Điều đó có nghĩa là cái gì? Ông cha đang đau khổ đó. Cái đau khổ đó là do đâu? Do ái luyến, do dính mát, do buộc ràng với đứa con quá, thành ra đó mới bị phản ứng ngược vậy. Rồi người vợ đi vô chùa thấy con của mình cũng bỏ mình rồi. Nói bỏ đây theo cái nghĩa đó là bỏ hình thức, cái xin thú vị ha, chứ còn cái tâm lý thì chưa đâu. Ông chồng ông cũng bỏ mình rồi đó, tức là xa mình rồi đó, xa hình thức đó. Thì cảm thấy là gì? Hụt hẫng nè, chơi vơi nè. Thì hụt hẫng chơi vơi đó đó là bà bà cù đó, là đau khổ. Thành thử ra là gì? Ông muốn đau khổ vậy cứ bắt đầu là gì? Bám lấy nhau nữa, cột chặt nhau nữa. Nhưng mà càng bám nhau, càng cột chặt nhau vậy thì dẫn đến đó là khổ này sẽ tiếp nối khổ kia. Khổ này sẽ tiếp nối khổ kia. Đức Thế Tôn Ngài cho mình biết cái hiện trạng vậy, cứ bắt đầu ra là Ngài mới giải tiếp nè. Dê sang nát thi piyap piyam, là sự thương và ghét không còn ở người nào. Tức có nghĩa đó là khi mà một ai đó, một ai đó đó nhận ra, thấy ra cái yêu thương mà theo kiểu dính mắc, yêu thương mà theo kiểu ái luyến, yêu thương mà theo kiểu ràng buộc đó đó, thì cái mặt trái của nó đó sẽ là sự ghét. Sẽ là sự ghét đó. Nếu mà mình yêu ai đó mà người ta không đáp lại đó là bắt đầu mình dẫn, là dẫn đến đó là thù, là ghét người đó liền. Đó, cái mặt trái của nó là vậy đó. Thì những ai mà không còn yêu và ghét vậy đó, thì ở đây mình hiểu ra là làm sao để mà không còn yêu và ghét vậy. Yêu và ghét mình hiểu là gì? Yêu ở đây đó là dính mắc nè, là buộc ràng nè. Mà ghét đó là khi dính mắc buộc ràng được đó, thì bắt đầu là gì? Mình quý hoại. Mình quý hoại, mình buồn bực. Mình ghét bỏ nè. Rồi là mình gì, xin thưa gì, đập phạt. Hai mặt đối lập vậy đó. Mình nhận ra nè, cả hai cái mặt này đó nó đâu có lợi cho mình đâu. Nó hiện bày ra vậy đó rồi nó đâu có lợi cho mình đâu. Mình thấy ra được vậy nó không có lợi ích gì cả ha. Nó khiến cho mình là đau khổ, khiến cho cái đối tượng kia cũng đau khổ vậy đó. Đó thì từ cái chỗ đó là buộc lòng mình phải tháo cái sợi dây đó ra từ từ. Đừng có cột chặt mình với cái đối tượng đó, tháo nới từ 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 từ. Thì lúc đó đó mình sẽ hiểu ra được, mình thương đó đó là mình phải hỗ trợ, mình phải ủng hộ, mình phải giúp đỡ cho người đó ta phát triển lên, ta sống tốt lên theo khả năng của mình. Nếu mình làm được thì thôi, mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Phước và cái tội của người đó thì người đó đó lãnh và chịu, phước và tội của mình đó thì mình lãnh và chịu. Mình sống kiểu thảnh thơi vậy đó. Con của mình nó có phước, mình không có cái điều kiện hỗ trợ ủng hộ cho nó thì là người khác ta sẽ ủng hộ hỗ trợ cho nó. Còn nếu như nó mà không có phước, nó không có phước á, đó thì buộc lòng là gì? Nó phải chịu cái sự thiếu thốn, thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần. Ông thầy mình cũng vậy. Nếu mà không có phước, mình không có cúng ông thì là người khác cũng cúng. Mình không có hộ độ cho ông thì người khác cũng hộ độ.
Còn nếu mà ông có phước, mình không hộ độ thì người khác cũng không hộ độ. À, nếu mà ông không có phước đó thì buộc lòng là gì? Ông phải sống trong sự thiếu thốn. Đó thì cái phước của người xuất gia đó nó khác hơn là cái phước của người tại gia. Quả phước của người xuất gia đó có tới hai lần. Một là do nhân bố thí quá khứ nữa. Thứ hai là do nhân thực hành sa môn pháp, tức là tâm có tu tập được. Đó thì cái quả phước sẽ phát sanh đến cho họ. Còn người tại gia cư sĩ đó thì vì không có cái hình thức xuất gia đó xin thú vị, cái thành ra mình không có cái quả báo sa môn, mình thiếu cái đó. Cho đó đó là mình chỉ có cái phước nhân bố thí quá khứ thôi. Thì mình hiểu ra vậy đó. Mình hiểu ra vậy đó. Cái thành ra là gì? Mình ủng hộ giúp đỡ được thì mình giúp đỡ, mà mình ủng hộ giúp đỡ được thì thôi, chứ mình đừng có quyến luyến, mình đừng có dính mắt, mình đừng có buộc ràng mình với người đó. Mình hiểu ra đó, nếu mà mình buộc ràng dính mắt mình với người đó đó thì nhẹ nhẹ đó ha, là mình cứ buồn bực triền miên mình cứ khó chịu triền miên mà nặng nặng hơn tí đó là cả hai ôm nhau chết chung. Dạ, vậy thì cả hai ôm nhau chết chung hả? Hoặc là buồn bực gì gì đó, nó đâu có lợi gì cho mình đâu. Rồi theo quý vị vậy đó, mình có nên tháo cái sợi dây đó ra từ từ không? Sao tháo cái sợi dây yêu thương kiểu đó đó ra từ từ không? Phải nên chứ ha. Nên chứ. Chứ cứ sống trong cái tâm trạng này ha, mà buồn bực sống trong cái tâm trạng này, mà ganh tị sống trong cái tâm trạng lo lắng vậy đó thì là ôi thôi rồi rồi, nó còn có cái gì được gọi là thảnh thơi, còn có cái gì được gọi là an nhàn, còn có cái gì được gọi là bình an nữa đâu, còn có cái gì là phúc nữa đâu. Thành ra phải tháo. Đó thì mình cứ hiểu ra thấy ra vậy, cái mình tháo từ 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 tháo được chút thì mình không còn sự ràng buồn chút. Tháo ra được nhiều thì mình không còn ràng buộc nhiều. Tháo ra hết thì mình không còn ràng buộc. Thì cứ tháo ra hết nè, thì lúc đó sẽ dẫn đến là gì? Gan tha tề sằng là quý chàn tí. Thì lúc đó là gì? Các cái sự trói buộc đó, đó không còn tồn tại nữa, không có nữa. Thì thử hỏi bà con chứ với người ha, một người nào đó xuất gia hay là tại gia sống ở trong đời sống này nè, mà không còn bất kỳ một cái sự trói, cái sự ràng buộc, một cái sự níu kéo, một cái sự dính mắc nào nữa ở trong đời sống đó, thì người đó có phải sống quá ư là thảnh thơi không, quá ư là nhàn hạ không, quá ư là bình an không, quá ư là hạnh phúc không? Quý vị nhớ ông Hoàng Ma Na Ma không? Sau khi ông đi tu rồi chứng đắc đến quả vị A La Hán đó, tức là lúc đó ông sẽ không có còn cái yêu thương buộc ràng này nè, không còn để ý đến bất kỳ cái gì cả, không còn gì đó liên lạc mà dính mắc đến ngai vàng, liên lạc dính mắc đến thần dân, liên lạc dính mắc đến quốc độ, liên lạc dính mắc đến của cải vật chất, liên lạc dính mắc đến thân bằng quyến thuộc thân tộc. Đó, thành ra là gì? Ông ngồi dưới gốc cây đó, ông cũng cảm thấy đó là tâm nó rất là bình an. Ngồi trong ngôi nhà trống thấy tâm nó cũng rất là bình an. Ngồi trong tha ma mộ địa thấy tâm cũng rất là bình an. Thì thành ra đó là ngài mà nằm áo lên đó là ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Đó là cái sợi dây ràng buộc này là ngài đã tháo từ ra vậy đó. Ngài tháo đến khi không còn nữa. Mình tu theo Phật, tu theo Pháp, tu theo Tăng là mình phải ngắm nhìn cái cách thức sống của Tăng ra làm sao, bắt chước sống theo vậy đó. Thì đến lúc nào đó mình cũng đạt được cái sự an lạc giống các ngài vậy, giống các ngài vậy. Chúng ta tập thôi xin thú vị ha, tập tháo từ từ ra vậy. Thì ước mong tất cả chúng ta đó là đạt đến ở cái chỗ đó là sống
tự tại vô ngại giải, giống như là con thiên nga vậy, đi đến vô ngại, không có bất kỳ người vật nào có thể ràng buộc được. Chúng tôi xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 211 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú làm hiện thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 211 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh thường tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mắt đến thường tòa Minh Hạnh. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sappe devata sappa buddha na bhavana sada sati pavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sappe devata sappa dhamma na bhavana sada sati pavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakkhantu sappe devata sappa sangha na bhavana sada sati pavantu te. Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú làm thang. Chúng con kính tri ân thường tòa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng đắm dân hồi hướng, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày.